Vâng, xin chào quý vị. Mở đầu video ra giới thiệu với quý vị một cây hoa giấy. Cây hoa giấy này cũng cây dáng trực văn nhân. Chậu này là chậu cổ này. Chậu này là các cụ thường hay trồng cây địa lan bây giờ. Vâng. Chơi địa lan. Chậu địa lan nhưng mà chậu cổ. Cái chậu này cũng tiền triệu. À vâng. Chậu cũ đấy, mấy chục năm. Hoành được 13. Cao là 80. Đây này giao lưu với anh em là 1,5 triệu. 1,5 triệu. À, tiếp theo cây si. Si. Cây chậu cũ này. Chậu đắp vào tay này. Si rất già. Hoành cây này cũng được 30 này. Cao 40 này. Tàn 50 này. Cây này cũng giao lưu với anh em 3,5 triệu này. Rồi, một cái hoa giấy. Rất đẹp. Hoa giấy váng đổ. Giấy tím đấy. Đang ra rất nhiều hoa. Hoành cây này cũng số này được 30 anh em nhé. Vâng. Tán đổ được 80 này. Chiều cao của chậu lên. Cây này giao lưu anh em là 4,5 triệu. 4,5 triệu. Cây đa. Cây đa. Hoành là 40. Cao 60. Tàn 50. Này giao lưu với anh em là 3 triệu. Độc vườn. Đây là hoành là 55. Cái này giao lưu với anh em 3 triệu. Tùng cối. Này cái tùng. Tùng cái này giao lưu với anh em 1,5 triệu. Tán là 50. Cái này là cái nhìn đường chân mạnh thân. Mạnh còn lại này, còn có một tí này. 1,5 triệu. Lộc vừng. Hoành là 23 à 23. Cao 60. Cái này giao lưu với anh em là 500. Cái này cũng hoành 26. Cao 55. Cái này cũng 500. Cái ổi này cũng giao lưu với anh em là 600. Cái bông trang này cũng giao lưu với anh em là 600. Xanh Nam Điền. Cái xanh Nam Điền. Tà phết á. Đây này hoành chỗ này để đo chỗ này được 2 năm. Cao 30 này. Tàn 4 năm, cây này giao lưu với anh em 2,5 triệu. Lục rành rành. Cái rành rành này, cái này hoa trắng thơm lắm. Bụi rành rành. Này giao lưu với anh em cũng là 500k. Đấy, mọi thông tin thì quý vị liên hệ anh Hiệp nhé. Số điện thoại là 0399903128. Đây cái hoa giấy anh em nhé. Cái dáng bạt phong này. Cái này là cái chậu này cũng 1 triệu anh em. Riêng cái tiền chậu này. Chậu Đồng Nai à? Chậu Đồng Nai. Cái này giao lưu với anh em 1,5 triệu này. 1,5 triệu. Bạt phong. Cái tùng này, anh em về anh em có thể là nuôi và uốn thêm theo ý của mình này. Cái này cũng giao lưu với anh em là 600 này, cao 80 này. Cái tùng này. Này, hoành được 16 này. Cao 60 này. Tàn rộng 60, cây này cũng 1,5 triệu này. Cây hoa giấy này cũng cái chậu này cũng chậu Đồng Nai, chậu đổi anh em nhé. Cái chậu này cũng đã hơn 1 triệu rồi này. Này, chậu rất đẹp anh em nhé.
hoành được 11 này, cao 60 này. Cây này giao lưu với anh em 1,5 triệu này. Đây cây đa này, hoành 30 này, cao 50 này. Cây đa này, cái chậu Đồng Nai này anh em biết cũng gần 1 triệu này. Cây này 3 triệu này. Ok. Đây cây vối này, cây vối là cao 60 này, tàn 70 này. Cây này giao lưu anh em 1,5 triệu này. Đây cây hoa giấy Mỹ này. À, cây hoa giấy Mỹ thì ghép cẩm thạch anh em nhé. Đúng rồi, Mỹ ghép cẩm thạch. Còn là cây cẩm thạch này. Hoành đo cả một chút cuốn này được 50 này, cao 70 này. Cây này giao lưu với anh em 2 triệu này. Ok anh, 2 tiếng ở đây. Đây cái trúc nữa này. À, trúc. Cái này chưa tỉa anh. Cái này chưa, nó đang lá đang đẹp này, đang lên dưới này này. 1 2 3 4 5 6 cái mầm nữa này. Cái còn cái này đây là cửu phát này. Đây đây mầm hay nhỉ. 1 2 3 này, 4 này, 5 này, 6 7 8 9 này. Cửu phát này. Cái này giao lưu với anh em 3 triệu. Năm mai tách ra là mấy khóm đấy, 6 cái mầm đang lên này. Thử dừng lên mầm đẹp. Cây đào này anh em. Hai cây đào bonsai. Cái đó cái này thôi này. Cây này hoành được 20 này. Cao 60 này. Tàn 80 này. Cây này giao lưu với anh em là 3 triệu này. Cây này này. Ăn mẹ quả được sướng. Chú ăn nào? Không. Có. Tí nữa. Rất nhiều quả đấy. Để đây tí nữa nhé. Ok. Ăn ngon bình thường mà. Đào ta xịn. Hoành 2 năm này. Cao 60 này. Cái này giao lưu với anh em 3 triệu này. Nhiều quả phết đấy chứ đùa. Đấy, quả này to đấy. Đấy. Không biết chín chưa? À, chín ăn được. Hoành là 2 năm này, cao 60 này. Cái này giao lưu với anh em 3 triệu này. Này cái chậu triệu của anh em này. Vâng. Đào tiếp này. Cây nào cũng rất nhiều quả quý vị ạ, yên tâm. Này hoành 20 này. Cao 50 này. Cây này cũng giao lưu với anh em 3 triệu này. Ok. Đây một lô. Cây hồng ngọc mai chỗ này cho mình có này. Một cây này, hai cây này, ba cây này, bốn cây này, năm cây này, sáu cây này. 350 một cây. 350 nghìn. À, năm. Bắt đầu cây này. Cây này thì báo anh em 1,5 triệu. Cây này bóng, tàn à? Bóng rộng. Cây này là tàn 50 này. Cao từ mặt chậu lên 30 này. Cây này là 1,5 triệu. Còn những cây này là 350 thì 6 cây nhá. Mỗi một cây là 350. Anh em nào lấy thì chụp. Okay. Cây vối này. Cây vối giao lưu với anh em 800k này. Cao 30 này. Cái túc này. Cây này giao lưu với anh em 800k này. Cây si này cũng giao lưu với anh em 1 triệu này. Ok. Cái đa này cũng giao lưu với anh em 1 triệu này. Đa bonsai này. Đa tài, đa lộc, đa phú quý này. Hoành là 28 này. Rộng 30 này. Cao 30 này. Cây si này, phôi này cũng giao lưu với anh em 700k này. Phôi si búp hồng. Búp đỏ đấy. Mộc bonsai. Cây mộc này giao lưu với anh em 500k này. À. Cây nho thân gỗ đây. Nho thân gỗ. Cây này đang ra bầu quả đầy đây này. À. Cây này giao lưu với anh em là 5 triệu này. 5 triệu. Cây này nó ra một quả để bàn đẹp lắm.
hành là 16, cao là 50, tàn là 50. Cái hoa nguyệt quế này vượt hoa kín này, thơm nức. Cái giáng huyền này hoành được 18 này, tán độ 60 này, cây này giao lưu với anh em 1 triệu này. Cây lục vừng này hoành được 33 này, cao 50 này, cây này giao lưu với anh em 1 triệu này. Cây tường vi này mấy hôm nữa đang ra, bắt đầu ra hoa anh em nhé. Cây này giao lưu với anh em 500k. Cây trứng gà này, à quên, cây xoài này hoành được 19 này, cao 70 này, tàn 80 này. Cây này giao lưu với anh em 1,2 triệu này. Cây ship mất nhiều tiền này. Cây hồng xiêm này, cây hồng xiêm này ra quả đây anh em nhá, quả đẹp lắm. Đấy, anh em đi dây lần thứ 3 đó. Đo cái củ chỗ này là 30 này, cao là 65 này, tàn bay là 90 này. Cây này giao lưu với anh em là 3,5 triệu cái hồng xiêm này. Lộc vừng này, cây này giao lưu anh em 500 này. Cái xanh này, xanh trắng nàng này, quê à? Này là hoành 55 này. Cây này giao lưu anh em 2,5 triệu này. Điền này, cây xanh năm điền này, hoành 30 này, cao 50 này, rộng 35 này. Cây này giao lưu với anh em là 3,5 triệu này. Xanh năm điền này, cây này giao lưu với anh em là 800k này. Cây này xanh năm móng này, chùm này, cây này giao lưu với anh em 1 triệu này. Được đấy, rất là quái. Đây một cây xanh quê nữa này, cây này giao lưu với anh em là 1,5 triệu này. 1,5 triệu năm điền. Đây là cây xanh điền này, các bác đang nhờ báo hộ 3 triệu này, hoành là 30 này. Tùng này giao lưu với anh em là 500k này. Si này 500k này. Si đỏ đấy. Si 700k này. Bông trang đẹp quá này, 500k này. Trang hồng phấn. Cây rành rành này, 500k này. Cây tùng này, 300k này. Đây cây bông trang này, 1, 2, 3 này. 3 cây này, mỗi cây cũng đều là 300k này. Đây cây cần thăng anh em là vừa bấm tỉa này. Cây này đẹp này, già. Cây này 400k này. Cây này cũng 300k này. Đó, ok. Tôi xin phép dừng video ở đây. Quý vị giao lưu cây nào thì chụp lại màn hình rồi điện thoại cho anh Hiệp. Số điện thoại là 0399903128 nhé.